Là bác sĩ từng cứu biết bao sinh mệnh, nhưng rồi người đàn ông này lại phải chứng kiến người thân của mình từ giã cõi đời. Đấy là nỗi bất lực tận cùng của nỗi đau. Nhưng sau cùng, sự cho đi, lòng tử tế là chiến thắng. Một cái ôm sau cùng tiễn biệt mẹ và hành động đầy bất ngờ để thấy rằng trở về với cát bụi không có nghĩa là hư vô. Sáng ngày 25 tháng 9, Ngân hàng 1, Bệnh viện Bắc Hà Nội 2 nhận được điện thoại thông báo. Người con muốn hiến giấc mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho người bệnh mù lòa. Người hiến giấc mạc là cụ bà 80 tuổi, còn người con trai là bác sĩ quân y, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lê Trung, phó chủ nhiệm khoa Bắc Bệnh viện Quân y 103. Cán bộ Ngân hàng Mô chia sẻ, trong suốt quá trình thu nhận, con trai cụ chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên lấy giấc mạc xong, ông mới lại gần, đặt tay lên mái tóc rồi ôm lấy mẹ mà bật khóc. Anh ôm mẹ lần cuối cùng sau khi hiến tặng giấc mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho người khác. Mẹ của bác sĩ Trung là đại úy Lê Thị Hồng Minh, nguyên nhân viên khoa dược tại Bệnh viện Quân y 103. Trước khi mất, bà bày tỏ di nguyện muốn hiến tặng giác mạc của mình để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa. Con trai bà là bác sĩ chuyên khoa mắt, đã kìm nén nỗi đau mất mẹ để thực hiện di nguyện cao cả này. Giác mạc sau đó được ghép thành công cho hai bệnh nhân ở hai bệnh viện khác nhau. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2007-2023, cả nước có 45.000 đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó đã có 963 người tặng giác mạc sau khi qua đời. Người hiến nhỏ nhất là cháu bé 4 tuổi và lớn tuổi nhất là cụ bà hơn 107. Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ câu chuyện về bé Nguyễn Hải An 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2018. Một lần khi còn tỉnh táo, em tâm sự với mẹ, con cũng muốn sau này làm thế nào khi mất đi những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể của người khác. Như thiên thần nhỏ đã vỗ cánh về trời, Hải An để lại những thông điệp vô giá về tình yêu thương, dần phá vỡ bức tường định kiến về hiến tạng. Tạo hóa thật diệu kỳ khi tạo ra con người, nhưng kỳ diệu hơn là tạo nên tình yêu giữa những con người với nhau và cả những sự hy sinh. Mấy ngày trước là câu chuyện ở tỉnh Thanh Hóa. Thấy nguy cơ sạt lở, cô giáo bỏ dở bữa cơm trưa lên gọi học sinh đang ngủ chạy ra khỏi khu ký túc xá. Và rồi 10 phút sau, đất đá trên đồi đổ xuống ầm ầm, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ trong thoáng chốc như thế. Vậy nên sự khen thưởng hôm nay là động lực xứng đáng. Nhưng với cô, có lẽ còn một điều quý giá hơn. Cô Bùi Thị Châm, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, vừa được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lụt năm 2024. Trước đó, trưa 22 tháng 9, khi đang trực ban học sinh tại khu ký túc xá của nhà trường, thấy trời mưa to, cô Châm dự đoán sau nhiều ngày mưa to, đất đá trên đồi núi phía sau ngấm nước, dễ gây sạt lở nên đi kiểm tra và phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Ngay lập tức cô Châm chạy đến từng phòng thông báo yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng ra khỏi phòng ở, di chuyển về khu vực phòng học để đảm bảo an toàn. Sau khi hơn 200 học sinh rời khỏi ký túc xá, 10 phút sau, hàng trăm mét khối đất đá từ quả đồi phía sau đổ ập xuống, làm 3 phòng ở bị phá vỡ. Hơn cả công việc và trách nhiệm, những giáo viên dùng cao thương học trò bằng tất cả trái tim, nhọc nhằn cõng con chữ lên non rồi lại chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Sự tuyên dương là cần phải có, nhưng với cô Châu, phần thưởng quý nhất có lẽ chính là sự bình an của các con. Có lẽ cũng vì nghĩ đến hai từ bình an, mỗi người đàn ông ở Phú Thọ sau đây có hành động bất ngờ sau sự cố sập cầu Phong Châu. Trước đó, sáng 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị sập hai nhịp. Cầu là tuyến giao thông huyết mạch nối hai huyện, người dân và nhiều học sinh lưu thông mỗi ngày, mất khoảng 5 tới 7 phút để đi qua lại. Dù sập cầu khiến mọi người phải đi đường vòng lên dọc đê sông Hồng, qua cầu Ngọc Tháp ở thị xã Phú Thọ, rồi dòng ngược lại mới tới nơi. Vậy là ngay chiều hôm xảy ra sự cố, anh Bùi Văn Đà đăng lên mạng xã hội thông báo việc đón học sinh, người dân đang kẹt lại ở huyện Tam Nông chưa thể về nhà vì cầu sập, kèm số điện thoại cá nhân để liên hệ.
Gia đình anh Đà làm dịch vụ xe khách được 3 năm, sở hữu 2 chiếc xe 45 chỗ. Suốt tuần đầu tiên, anh Đà nhận hỗ trợ miễn phí cho bà con trong khi đợi lắp cầu phao đi tạm. Tuy nhiên, còn mưa bão nên nước sông Hồng vẫn dâng cao và chảy mạnh. Đến ngày 26 tháng 9, cầu vẫn chưa lắp xong. Các cháu cần đến trường, còn anh Đà thì cũng cần chi phí để trang trải. Vậy nên phụ huynh bàn nhau, mỗi học sinh sẽ gửi cho anh 40.000 đồng một ngày. Người nào không có điều kiện thì anh Đà vẫn chở miễn phí chứ không bắt buộc đóng phí. Mỗi ngày, anh Đà cùng một tài xế khác dậy từ 4 giờ 30 phút để đến bãi lấy xe, rồi di chuyển theo tuyến đường D dọc sông Hồng đón người dân, học sinh. Học sinh ở huyện Lâm Thao không chỉ ở tại mỗi xã vùng Nguyên để anh sống, mà trải rác trên 4 xã khác. Vì thế, anh Đà phải lái xe vào các xã để đón với khoảng đường hơn 110 cây số, chở được khoảng 100 người. Tuy vất vả nhưng anh Đà cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ bà con lúc khó khăn. Anh tâm sự, tôi nghĩ cứ làm việc tốt, điều tốt thì cũng ắt sẽ tự đến với bản thân mình. Bằng chứng là nhiều người quen và có cả phụ huynh cũng ủng hộ cho anh tiền đổ dầu, tiếp thêm động lực để tiếp tục hành trình.